Vừa qua, Bộ Công Thương đã tổ chức hội nghị phổ biến thông tin về các hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam đã tham gia. Tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Quốc Khánh đã thông tin tới toàn thể cán bộ Bộ Công Thương những nội dung về hoạt động hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam sau khi gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới WTO và ký kết Hiệp định Thương mại Việt Nam-Hoa Kỳ. Từ năm 2010 đến nay, Việt Nam đã và đang đàm phán 8 Hiệp định Thương mại Tự do FTA, trong đó kết thúc đàm phán 4 FTA quan trọng gồm FTA Việt Nam-Hàn Quốc, VKFTA, Liên minh Kinh tế Á-Âu, VAEA-EU-FTA, Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP, Hiệp định Thương mại Tự do với Liên minh châu Âu EVFTA. Tại hội nghị, Thứ trưởng Trần Quốc Khánh cũng nhấn mạnh những nội dung của hiệp định đã ký liên quan trực tiếp đến hầu hết nhiệm vụ của ngành công thương. Do vậy, Bộ Công Thương yêu cầu tất cả các cán bộ ngành công thương phải nắm bắt được những cam kết trong hiệp định thuộc lĩnh vực mình quản lý để làm tốt công tác chuyên môn nghiệp vụ.